Bà, con sao con em này, là bà nó này. Ý, cha ơi, bữa nay khỏe rồi đấy mà, bữa nay là mổ rồi này, mình cho nó một tiếng đủ này. Đấy, đấy lúc sáng là ngày gió ở bên ở chỗ em hiện tại giờ là dễ là hết đấy, cho nên là mình không được dễ nữa, cho nên là mình cho ăn cám em ạ. Này, đây là cám gà con lời một này, thì dần dần đây mình phải cho nó ăn cám em ạ. Đấy, với cho ăn đu đủ em nhé, cho nó tập một đu đủ đây, tập một đu đủ đây. Mình có một con bị gọi là giống như bị tật chân đấy mà anh em, cái con mà cái con ở bên tay tay phải ấy. Đấy, cái em trong cái chân này đây, con này này, cái chân này này, cái chân này, cái này thì thấy anh em bảo là thiếu chất, cũng ngồi chiều đấy mà. Ba con này thì mình có ba hai con trống và một con mái. Con này này, con này là con ở giữa, đây là con mái này. Đấy, con hai con này với con này, cái con que chấn của cái con này này là con trọng. Đấy. Đấy. Là quá đẹp đấy mà, là mình có hai đôi nhé. Giờ là mình sẽ có hai đôi. Một đôi một hai con mã, hai à, quý. À đúng rồi, mình giờ là không phải có hai đôi nữa mà lại có ba trọng một mái. Mình tại vì mình đang nuôi một con trọng nữa đó. Đấy. Này, cái con này bị lệch chân này, con này. Con này, con này bị chân này. Nhưng mà lại nó là con trọng nữa các bạn. Đấy. 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 Kể đi nè. Đang bọn này sống khỏe được các bạn. Sau mình sẽ làm một cái ao ví cho bọn này. Dù ở đây cho nên xem phải rồi. Đấy. À, con ha. Con nó ở giữa là con trọng mà. Nó sợ cái máy quái, nó sợ cái máy quái. Đấy. Nó như vậy. Con ơi mày, con bên tay phải là con trọng này, con ở dưới con mãi, và con bên tay trái là con trọng nhé. Đấy, ở dưới là con mãi nhé, mắt tròn vó luôn. Con hai bên này thì mắt nó mèo lắm đấy, mà nó cái tiếng kêu của hắn là hắn cũng có chuyên đấy nè, cũng có chuyên sổ giang, cũng có hai ba giang đó, nên là mình biết được là con mãi đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ cái máy quay ra đấy. Đấy, hai con trọng với hình nhạt hết, con mãi thì hình đơn nhạt hết. Đấy, ok đấy ha. Đấy, cái tình trạng của ba con trong màu của mình là như thế nhé. Đấy, mình đang tập một cảm này đấy các bạn. Hiện tại là mình sẽ cho ăn hoa quả được, còn cảm mà mình vẫn đủ đến đấy nhé. Rồi sâu dễ thì mình sẽ cho ăn, tại vì là mình chưa muốn bọn này từ lớp sớm. Nếu mà bọn này từ lớp sớm ấy là nó sẽ quên mình, nó sẽ nhạt lắm, cho nên là mình sẽ phải đục dễ cho nó, không phải đục dễ và đục sâu cho nó. Khi nào mình sâu ở chỗ mình mà dễ chỗ mình mà có là mình sẽ mua cho nó nhé. Ok đấy. Đây là cảm á, cảm mình hoa với nước xong là mình sẽ vọt là nhỏ nhỏ là mình được cho nó. Đấy, bọn này tốt nhất đấy là gần gũi bọn này để cho nó quen cái việc mình bỏ tay vô mình bỏ tay ra ấy, để sau này nó thuần, chứ không là bọn này nó nhạt lắm. Bọn này cứ sau nó biết mổ xong nó quên mình luôn à, cho nên nó làm sao mà để nó ràng buộc mình với nó. Nếu mà nhà thì tha nuôi con bổ lưng hơn đấy mà, nó con mãi con nuôi bọn bọn này làm gì.
quan trọng là nuôi bọn này là để nó thuần đấy, mình sờ ngải được này, mình sờ được này đấy, mình sờ nó được thì mới vui đấy. Cái con mình cho ăn này là con mãi này, con hai con một bên này là con trống này, con này con này con trống rồi đấy. Đấy, con này này, con này con trống rồi đấy. Đấy, thỉnh thoảng cho nó ăn được đấy, để cho nó quen dần đấy. Rồi mình sẽ tranh thủ được xấu dễ xấu nó xấu thì mình thế nào có đấy, cho nó quen dần đấy. Bữa nay là bịt mổ đút đủ rồi cho nên là ít kêu, thì bình thường là sáng người ta kêu ngang ấy. Đấy, mình bổ sung thêm hành dễ với cảm này nhé. Cảm thì mình sẽ vào dần dần, mình sẽ vào cảm 6 anh em nhé, để nó quen mình cái đó. Rồi đây đây đây, cái con này ngán đấy, đây đây con này là con trống đấy, con này con trống đấy. À, đấy đấy đấy, ăn hoa quả để lấy nước đấy, đấy nó đang uống nước đấy. Thôi mình cho ăn cảm là khô ấy, thì cả cô là bắt buộc phải ăn đủ đủ để cung cấp nước kê nói đó đấy. Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Thì ngày hôm nay là ngày mà mình sẽ ra tập loài con chim anh em nhé. Thì ngày hôm qua là ngày là 144 gram thì mình cho ăn 12 gram, thì xem thử ngày hôm nay là nó có được 144 gram không, hay là nó tăng cân hay là nó giảm cân nhé. Đấy đây mình sẽ cân lên cho em xem ha. Đấy con, ok sẽ bật cái này cái đấy. Đấy hiện tại nó kêu ngang đấy, tiếp nha. À, lên nào, lên đâu. Hiện tại của nó là 141 40 gram em ơi. Này. Cân này có bị sai nhỉ? 141 gram. 141 gram em ạ. Cân này là cái cân mới mà mình mới mua. Để mình lấy thử cái cân khác anh nhá. Để mình lấy cái cân ngày hôm qua xem thử nó có đúng nhá. Hiện tại là 141 gram mà là cái cân này, cái cân mới này. Mình sửa cái mới này nó khác đấy. Đây, đây mình tí để mình lấy cái cân nhé. Em ơi, mình vừa lấy một cái cân mới đó, cái cân mà bình thường mình hay cân á, thì mình thử xem là nó trọng lượng nó có giống nhỉ? Nào, lên gấp. Lên. Nào, đừng nhé. Đúng anh em ạ, 141 gram. Em xem này. 140, 41. Đó, tại vì cái gió á, cái gió làm cái đuôi con chim nó nhấc lên nhấc xuống thì đúng quả nó 141 gram em nhất. Chứng tỏ là cái cân mới của mình là đúng. 141 gram anh em nhé. 141 gram thì chứng tỏ ngày hôm qua mình cho nó ăn 12 gram thì nó giảm xuống anh em ạ. Thì là nó giảm xuống xấu đấy nha. Giảm xấu đấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho ăn 15 gram anh em nhé. Để mình cho ăn 15 gram chắc là phải cho ăn 15 gram. 15 gram xem thử nó có lên không nhá. Và xem thử thái độ ngày hôm nay là 141 gram. 141 gram. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho ăn 15 gram để xem từ ngày mai nó có tăng cân không nhá. Và em xem cái thái độ ngày hôm nay 141 gram xem từ thái độ thế nào nha anh em. Ok, let's go. Đây anh em ơi, thì mình mới cân nhá, cho ăn 15 gram này. Đó, 15 gram nhá, thì xem thử ngày mai thì nó có tăng cân không nhá. Thì thử xem con này chắc là 143 gram là ok. Thì phải thử anh em ạ. Dư em mình sẽ cắt một cái miếng này này, thì nó trở thành 11 gram anh em nhé. Nếu như mà hôi, nếu mà nó nghe lời ấy, thì mình sẽ cho ăn cả đấy là 15 gram. Thấy không? Đó, ok anh em nhé, let's go. Hello tất cả anh em nhé.
Hôm nay mình sẽ tập ở cái môi trường này nhé. Ở đây là cái nhà văn hóa của một cái thôn nào đấy, mình thấy rản nên mình vào nhé mà. Tại vì ngày hôm nay là gió to lắm, gió ở ngoài thiên nhiên to lắm, mình sợ là vào nữa cái chỗ đến nữa cái chỗ đến ra ngoài bài á, bài kia thì gió to thì nó con chim nó sẽ không 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 thể bãi xuống được, nó sẽ tạt con chim đi, con tạt con chim đi chỗ khác ấy. Thì ngày hôm nay là mình sẽ làm ở vị trí này nhé. Đây mình sẽ cho nó lên trên cái nóc nhà kia kìa. Đấy, rồi mình sẽ kéo nó xuống nhé. Rồi đấy thì ở ngoài kia thì sẽ cổ nhiều lắm. Đây mình sẽ buộc lại con chim này nhé. Cho dây hơi dài nữa mà. Mình sẽ quấn lại một ít nhé. Đấy, con chim trồ mình nó kéo rồi đấy. Ở trên đó thì sáng phết đấy. Miếng đầu tiên ở một cái bài mới lắm nhé. Với 141 gram thì xem thử thì nó có nghe lời không nhé. Let's go. 141 gram là cái trọng lượng so với mình thấy là ok lắm đấy, gọi là ok đấy. Không biết là nó có nghe lời không nha. Mình đi xa một tí. Nhìn như đấy. Đây. Đây. xuống đấy. Đấy. Đấy đấy nhá, 141 gram. Hôm nay mình sẽ cho ăn 15 gram nhé. Đấy. Đây là một cái môi trường mới lắm nhá, một cái môi trường mới mà nó cũng đã ok nhá. Ok đấy. Đấy, cho nó rỉa phát mình cho đi tiếp. À, mình sẽ trả lời một cái câu hỏi của một bạn ở trên ở cả video vừa rồi á. Bạn bảo là một ngày mà cho ăn một cử 25 gram thì mà cho ăn mấy cử, theo như mình nghĩ này 25 gram một ngày, nhưng mà bạn chỉ cần cho ăn hai cử cũng được, ba cử cũng được, nhưng mà cái trọng lượng một ngày bạn cho ăn chỉ cần 25 gram anh em nhé. Bạn kia mà xem được video thì nhớ nhá, không phải một cử 25 gram. Ví dụ như mình bảo là một ngày 25 gram ấy thì có thể mình cho ăn 3 cử, nhưng mà một ngày đó cộng lại 35 gram thì là một buổi sáng mình cho ăn 5 gram, buổi trưa mình cho ăn 10 gram, buổi chiều mình cho ăn 10 gram, là tổng của nó là 35 gram. Đấy. Tiếp theo nữa. Cho nó dây dài xuống đấy các bạn, mình đi xa chút. Mình đi xa chút để cho thấy được con chim. Em thấy chim chưa? Đấy. Ăn đi. Đấy. Cho cái mại nữa nó bệt quá ấy. Mình thấy được chim. Đấy. Nói chung là một số anh em cứ hỏi đi, có vấn đề thì cứ hỏi đi, mình sẽ trả lời nhé. Hiện tại 141 gram này thì là mình có thể thả free được rồi anh em nhé. Thả free được rồi. Nhưng mà mình cũng phải tẻ đấy lắm ạ. Cứ tẻ, cứ bình tĩnh. 141 gram thì chứng tỏ là con này tầm khoảng 140 gram là đạt đỉnh đấy. Đạt đỉnh ngay lời đấy. Có một bạn cũng có bảo là em không ép cân hết mà nó cũng quá tay. Thì nếu như mà không ép cân ấy,
thì là một ngày cho ăn khoảng 100 gram em ạ. Còn ép cân nhẹ là cho ăn 25 gram cũng là đã ép cân rồi em nhé. Đấy là cái vấn đề mình muốn cho nó, mình cho ăn một ngày 5 gram hoặc là mình cho ăn một ngày 10 gram hoặc là 13 gram đấy, là để siết cân nhanh hơn em hiểu không, để nó tụt cân nhanh để mình huấn luyện. Cho con nếu như mà đúng ấy, thì khi mình cho ăn 25 gram thì muốn ép cân từ từ thì anh em cứ cho ăn ngày này 25 này, ngày này tiếp theo là 20, tiếp theo là cứ giảm 5 gram một. Nhưng mà mình làm video hàng ngày cho nên bắt buộc mình phải cho siết cân nhanh để mình làm video. Chứ đúng ra nếu như anh em tập con chim phải tập lâu thì bắt buộc tập lâu thì con chim hẳn sẽ nhuyễn hơn. Còn như mình đấy là mình muốn làm cái video để cho anh em xem và trải nghiệm là khi mà siết cân đã được là nó sẽ có kết quả như thế anh em nhé. Đấy tiếp nào, xuống không, bây giờ chết chết rồi, kiểu này bãi lên trên này là kiểu này mình phải nhà cháy rồi anh em. Đây nếu mà không siết cân là nó sẽ gây ra hiện tượng đó anh em. Đây. Hướng xuống là đòi nhảy đó. Đấy. Nó bay lên đây rồi đó bạn. Cũng được. Bay lên đây rồi bắt buộc mình phải nhả cháy nhiều hơn. Nó bay xuống đó. Mặc dây rồi. Mặc giấy rồi, thế mới nhọc chứ. Anh em ơi, rất là leo nheo anh em ạ. Mình là phải treo lên trên chỗ cái đỏ để mình lấy anh em ạ. Này, anh em tái này, mình không? Thì tập cái con chim này á, thì đó là một trong những bài học anh em nhá. Anh em nếu mà tập chim ấy, thì là đừng tập ở những cái chỗ có cây cối nhiều nhá. Nếu mà có cây cối nhiều là nó sẽ bay sang cành này rồi nó sẽ bay sang cành khác, cái làm cái dây nó vướng ấy. Và khi cái dây nó vướng ấy là anh em không thể, khi con chim nhảy xuống ấy là nó sẽ mắc cái dây, nó sẽ không thể bay được. Đấy, đó là một trong những kinh nghiệm. Cho nên là mình bây giờ là mình sẽ tập ở những cái chỗ đây em nhé. Đó, mình sẽ cho nó lên cái mái này và xung quanh ở đấy là không có một cái cây nào hết. Đấy thì mình sẽ tập lại em nhé, tập lại. Cái này nó ăn được 2 miếng rồi. Nó đang đói lắm đấy. Đấy con. Đây, gương mặt cái này treo lên cây, ngọn cây ấy. Thì đầu tiên là mình đã gọi điện cho một bạn mà hay treo cây ấy. Thì bạn ấy vừa nhau cái là bạn ấy vừa đi làm về vừa uống rượu xong. Đấy cho nên là không thể giúp được. Thì bắt buộc mình phải treo đấy ạ. Công nhận là treo vất vả lắm. Nói chung là tốt nhất là đừng gặp những trường hợp đó nữa, gặp trường hợp đó là mệt lắm, phải thuê người. Lúc mình gọi thuê người bà nãy đấy thì bà nãy là mới uống rượu sáng đấy, cho nên không giúp được. Đấy nhá, mình sẽ gọi xả lít nhá. Vừa xả lên thì có ô tô đi qua anh em ơi. Mình là con chim nó có thốt đúng nha. Đấy, nó thốt đấy em ạ. Đây, cô tôi mới đi qua thì về em nhá, về tôi. Thì sao giờ? Làm gì thì làm nha, cùng sẽ mắt. Đáng lẽ lúc này á là mình mà tháo giấy luôn là ok rồi đấy, con này là mình vẫn tự tin rồi đấy. Nhưng mà mình cứ tươi đấy mà, tính mình cẩn thận lắm, cứ từ từ chứ vội tháo giấy. Giờ mình nếu mà như thế, con này tháo giấy thoải mái rồi, tại vì lúc này nó mắc cái đó nha, nó rất nhiều lần nhảy xuống, mình gò nhảy xuống nhưng mà nó cái lực bãi của nó không vượt qua được cái mắc cái giấy nó mắc vào cái á, cho nên là nó cứ mắc cái này. Đấy, thấy không? Đó.
Con này thì hiện tại thì mình rất tự tin về vấn đề thả tự do được thôi. Con này ấy, đó là mình cẩn thận thôi. Mình cẩn thận cho nên là mình chứ thả thôi, cho con này là mình cực kỳ an tâm luôn rồi. Đấy anh em. Đấy. Tập chim là cho nên là anh em nếu mà tập chim là tập từ trên cao bay xuống thì tốt nhất là tránh những cái chỗ mà mát giấy nhá. Tốt nhất là đừng có liên quan đến cây. Cứ có một cái hiên nhà thế này này và xung quanh nó là không có cây là được. Đấy anh nhá. Đây này, xung quanh của mình này không có cây luôn. Mình phải chọn cái chỗ nào không có cây. Đó, không có cây. Thì đấy là một cái xưởng. Cái xưởng mà họ làm việc ấy. Mà giờ họ về rồi thì mình tận dụng. Lần này mình cũng cho lên cao luôn, kề cho nó. Nó ăn được 14 gram rồi đấy. Còn 1 gram nữa thôi. Đây. Xuống. Đấy, có người đi qua lại đấy. Là nó ngại. Nè. Đấy, xe ô tô đi ngay nhất cả. Nè. Nó xuống thì nhìn chứ có gì. Đó. Không xuống thì nhìn nha em nhỉ. Chả có vấn đề gì cả. Với mình thì đơn giản. Đấy. Tầm đấy. Nó còn một miếng duy nhất đấy ạ. Còn một miếng duy nhất nữa thì khoảng quá dễ. Tầm này nó không đổi thì. Thấy chưa? Không nhầm xuống à? Không nhầm xuống anh em này, em thấy không? Liền lại lấy dư này. Biết nó sợ cái gì vậy? Chắc chắn nó sẽ nhìn thấy một cái gì rồi. Nhưng mà kệ đi. Ê! Quay lại chứ. À, nó nhìn thấy ống kia. Quay lại. À, nó nhìn thấy cái anh này qua lại nè. Đấy, nó nhìn thấy cái anh này qua. Thế nên là nó bận người đấy. Là nó sợ đấy. Con này à. Còn nó sợ người qua đường. Chua. Đáng mà. Cho nó tỉnh táo gì đó. Dạ. Dạ. Con này mới hơn liền à? Dạ, con này mới hơn liền. Là đừng sợ. Đấy. Cái chủ kia đi cái là xuống ngay. Chà trời. Chừng tỏ là lao vào nước nhạt đấy em ạ. Lao vào nước nhạt nghi lạ. Khả năng là nước nhạt nghi lạ này thì không biết làm thế nào cả. Thì cái vấn đề nó nhạt ngay là thế này á. Thì chữ thế này ạ. Tại vì cái nhỏ là mình chưa cho nó ra tiếp xúc với môi trường ở ngoài á. Cho nên là nó rất là lạ ngay là ấy nè. Tại vì dưới đây nha. Có một cái ống đi qua này. Đấy. Mát này, mát như cái mát này. Đấy. Đấy, một bãi đấy. 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 Một bãi đấy. Một bãi đấy. Đấy, ông chào anh em ạ. À, thế này này. Tại vì khi đi sán ấy là mình sẽ đi sán một trong một cánh đồng, cho nên là xe cộ và người nó không có ở đó, cho nên là khả năng nó sợ người và sợ xe cộ và sợ người lạ thì cái này mình không lo. Tại vì mình biết những con chim mình nuôi ấy thì hầu như là nó gặp trường hợp này, tại vì là mình rất là ít thời gian để ra ngoài đường ấy, cho nó ra ngoài đường ấy, cho nên là nó thế đấy. Vì như đấy. Ok anh em nhá. Video hôm nay là kết thúc. Mình sẽ tạm dừng ở đây anh em nhá. Tạm dừng ở đây rồi mình sẽ cho con kiếm nó về. Giờ cũng tối rồi. Ngày hôm nay là hơi vất vả với mình đấy.
phải trêu cấy này, tại vì cái giấy này nó mắc vào cấy á, cho nên không thể nào mà xử lý được. Ok anh em, let's go, chúc em sức khỏe nhá, hẹn anh em ngày mai nhá. Ngày hôm nay thì thả đồ vẫn tốt lắm ạ, chỉ có là tại mình chọn cái địa điểm nó kém thôi, cho nên là làm hại nó. Ok anh em, chúc em sức khỏe nhá.